Quá độ lên người lớn. Có lẽ bước quá độ từ một cậu con trai tới một người biết tự lo cho mình của tôi bắt đầu từ khi tôi đi du học. Trước khi đi du học thì tất cả những gì cậu con trai là tôi phải nghĩ tới là ăn, là học, là drama của trường lớp. Kể từ những ngày đầu tiên tôi bước chân tới nơi đất khách quê người, những trách nhiệm mới như là đi làm thêm, chi trả sinh hoạt phí, tự tạo dựng mạng lưới quan hệ mới bắt đầu ập tới và dần dà làm thay đổi cuộc sống và cả cách sống của tôi. Quá độ lên người lớn, tôi phải học cách cúi đầu. Ở một đất nước phát triển hơn đất nước mình, tầm mắt được mở rộng, đủ để thấy hóa ra là từ trước tới nay, tất cả những gì mình có là của bố mẹ. Không có một cái gì, từ tiền bạc cho tới kỹ năng sống là của mình cả. Hóa ra mình chưa là gì cả. Không một ai thân thích ở bên cạnh để chỉ vào đường đi nước bước hay là vực mình dậy khi vấp ngã. Tôi đã phải tự mình trải qua những khó khăn, những tổn thương, những mất mát để rồi chính những cú va của cuộc đời ấy đã làm cho cái tôi quá độ to lớn của cậu con trai vừa dậy thì xong được định hình lại. Tôi không còn nghĩ là tôi hơn người, không còn nghĩ là mình biết tuốt và quan trọng hơn là học được cách khiêm nhường hơn ngay cả khi mình có năng lực. Quá độ người lớn, tôi phải học cách nghĩ cho người khác. Thay vì gặp chuyện là vội chạy về nhà nhờ bố mẹ giải quyết hộ, thì giờ đây tôi không những phải tự giải quyết vấn đề của chính mình, mà còn phải giấu đi những khó khăn ấy, không cho gia đình biết. Tôi học được cách nghĩ rằng, việc này còn nằm trong khả năng giải quyết của mình. Gia đình có biết thì cũng không giúp gì được, vì ở rất xa. Tốt nhất là không nên nói, để gia đình đỡ lo. Những ngày tháng phải chia sẻ nhà trọ chung với những người khác cũng tạo cho tôi một thói quen, đó là nghĩ về ảnh hưởng của mọi hành động của mình tới người khác trước khi làm một việc gì đó. Từ đó mọi lời nói tới cử chỉ hành động của tôi đều được tém lại rất nhiều so với một cậu con trai. Bắt đầu làm người lớn. Gọi cái thời kỳ trên là quá độ bởi vì tôi vẫn chưa cảm nhận được sức nặng của việc làm người lớn cho tới khi bắt đầu có gia đình riêng của mình. Lúc này thì tôi đã bắt đầu có một công việc toàn thời gian đầu tiên, mức lương ổn định và có thể mua được một ngôi nhà đầu tiên của mình. Một phần vì vợ tôi chưa học xong, một phần là vì phải gánh vác vai trò của một trụ cột trong gia đình. Tôi tự nhận những việc to tát nhất hoặc là buộc phải nhận, mà từ trước tới giờ tôi chưa từng phải lo tới. Bắt đầu từ việc làm đơn vay tiền ngân hàng, tính toán kế hoạch đầu tư thay vì chỉ đi làm công ăn lương, sắp xếp lịch vận chuyển đồ đạc từ nhà thuê sang nhà riêng, thiết lập các tài khoản điện, nước, internet, góp ý với quản lý tòa nhà, lắp đặt đồ nội thất trong gia đình và tỉ mỉ các vấn đề khác mà một hộ gia đình thường có khi mới chuyển vào. Đó là chưa kể những bận rộn riêng ở một nơi làm việc đợt cuối năm và đồng thời phải là chỗ dựa tinh thần cho một người mẹ mắc bệnh trầm cảm. Có lẽ những điều kể trên chưa là gì so với những bộn bề của người khác, nhưng với tôi, nó thực sự là những trách nhiệm ở tầm cao mới, với sức nặng và tầm ảnh hưởng cũng lớn hơn và xa hơn rất nhiều so với những quyết định trước đó của tôi. Mà đó mới chỉ là những trách nhiệm với cuộc sống riêng của gia đình mình thôi đấy. Vợ chồng tôi mà sống ở Việt Nam phải trực tiếp có trách nhiệm với cả hai bên nội ngoại thì có lẽ còn vất vả thêm hơn rất nhiều. Thiết nghĩ, tới khi có con thì đó sẽ trở thành người lớn một cách hoàn thiện. Làm người lớn khó nhất là gì? Một khi mà bạn không chỉ có một hay là hai, mà có rất nhiều mối lo phải xử lý ập đến cùng một lúc, nhất là khi mà những mối lo ấy đều không xảy ra theo ý muốn của bạn, bạn sẽ rất dễ rơi vào u sầu hay thậm chí là trầm cảm. Bạn sẽ nghĩ rằng những xui xẻo ấy chỉ xảy ra với một mình bạn, rằng cuộc đời bạn chẳng ra gì và muốn từ bỏ tất cả, đạp đổ hết tất cả, dù bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức để cố gắng được tới hôm nay. Cuộc đời là vậy. Đôi lúc nó sẽ cho chúng ta một cú vút ve mềm mại, êm ái, làm ta đê mê hạnh phúc. Nhưng cũng có những lúc mà nó cho ta những cú vả, và còn vả liên tiếp,
và đau và đớn. Thuận theo bản năng sinh tồn, con người chúng ta thường tập trung vào những trải nghiệm tiêu cực và mau chóng quên đi những điều tích cực. Vì vậy, chỉ vài cú vả cũng có thể khiến cho bạn cho rằng cuộc đời bạn từ trước tới giờ là một thảm họa và tự cho rằng sau này nó cũng sẽ là một đống shit mà thôi. Và điều đó khiến cho bạn mất đi hết động lực để đi tiếp. Nó giống như cái việc một cậu công tử bột hay là một cô tiểu thư trong lồng kính đã quen với việc được cưng chiều rồi, nên chỉ cần một việc không được như ý cũng làm cho anh ta hay là cô ta trở nên gắt gỏng, cáu bẩn, như thể là đến tận thế tới nơi vậy. Hậu quả của một thế giới quan méo mó ấy không chỉ hủy hoại bạn, mà còn hủy hoại tất cả mối quan hệ xung quanh bạn nữa. Bạn sẽ giận cá chém thớt cả những người mình yêu thương, không còn hứng thú đi ra ngoài, giao lưu cùng bạn bè, ăn uống thì cũng hời hợt, làm việc gì cũng dở dang, làm như là làm cho có. Từ đó, dần dần, chính bạn tự tay mình phá đi mọi niềm vui hạnh phúc, những suy nghĩ tích cực duy nhất còn lại trong cuộc đời mình. Tôi cũng không thích những người hay nói câu rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, không sao đâu. Hôm nay bạn gặp biến cố, rất có thể ngày mai bạn gặp xui xẻo, rồi thậm chí tuần sau bạn sẽ lại gặp thất bại lớn hơn. Khi bạn giải quyết xong vấn đề này, không sớm thì muộn, bạn sẽ lại gặp một nỗi lo khác phải xử lý. Cứ như vậy kéo dài tới tận cuối cuộc đời. Đời bạn có ổn hay không, không phải ở sự việc xảy đến với bạn, mà là việc bạn tập trung vào đâu, những khoảnh khắc hạnh phúc của bạn, hay là những khó khăn mà bạn đang trải qua. Vì thế với tôi, khó khăn lớn nhất trong thời gian làm người lớn ít ỏi của mình là luôn phải giữ một thái độ tích cực với cuộc sống, dù nó có vả mình đau thế nào đi nữa. Để giữ cho mình không bị những cú vả ấy dìm xuống, tôi phải học cách chỉ tập trung giải quyết từng việc một. Tôi không coi những khó khăn chồng chất kia là khó khăn, mà chỉ đơn giản, đó là nhiệm vụ mà mình cần phải giải quyết. Cũng giống như việc mình phải đánh răng và tắm rửa hàng ngày vậy. Thay vì nhìn vào cả một đống bể bộn đang chờ tôi ở phía trước, dễ làm mình nản chí, tôi chỉ nhìn vào một câu hỏi, ngày hôm nay mình phải làm gì? Và cứ thế bắt tay vào giải quyết từng việc một. Quan trọng hơn cả, tôi học được cách điều tiết kỳ vọng của mình. Dù vẫn mong đợi kết quả tốt đẹp đấy, nhưng mà nếu mà không được thì cũng không sao, đơn giản là nhún vai rồi xử lý nó thay vì là thất vọng. Nếu sự việc không được như ý, thay vì đắm chìm quá lâu vào việc phải phàn nàn, ca thán hay bực bội, tôi ép bản thân phải ngay lập tức lựa chọn bước đi tiếp theo là tìm cách giải quyết vấn đề, hoặc là chấp nhận kết quả ấy và tìm hướng đi mới, hoặc là làm lại từ đầu. Và mỗi khi giải quyết xong một việc, tôi thường tự thưởng cho mình một cái gì đó nho nhỏ thôi, để tự động viên bản thân để bước tiếp. Cứ như thế, dần dần, mọi việc của tôi cứ thế được xử lý từ lúc nào không hay. Quay đi quẩn lại thì mọi thứ đã được ổn định, và tôi thì vẫn là một người luôn tươi cười, vui vẻ. Vì vậy lời khuyên của tôi dành cho những ai mà đang bắt đầu chập chững va đập vào những khó khăn đầu đời, đó là hãy coi những bộn bề là những bài toán. Bạn chỉ đơn giản là tìm ra cách giải. Không giải được, hoặc nó vốn không có lời giải, thì chấp nhận và chuyển qua bài khác. Càng hạn chế nảy sinh cảm xúc trong lúc giải quyết thì càng tốt. Hãy dành những khả năng cảm xúc ấy cho những giây phút hạnh phúc và tích cực. Cứ làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này dễ thở hơn rất là nhiều. Chúc các bạn trở thành người lớn vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.